Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình Đồng Nai ngày mới sáng nay với những thông tin đáng chú ý sau đây. Tổng thư ký NATO cho biết hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid dự kiến thông qua gói hỗ trợ giúp Ukraine chuyển đổi vũ khí sang tiêu chuẩn NATO. Ủy ban châu Âu khởi động hai hành động pháp lý chống lại Anh sau khi London đơn phương xem xét thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio xác nhận sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong tháng này, trở thành nhà lãnh đạo Nhật Bản đầu tiên tham dự sự kiện này. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 15 tháng 6, Thủ tướng Kishida thông báo ông sẽ đến Tây Ban Nha để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra từ ngày 29 tháng 6. Ông Kishida cũng cho biết trước đó sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 từ ngày 26 tháng 6 tại Đức. Tuần trước, Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo ông Yoon Suk-yeol sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO với tư cách khách mời. Đây cũng là lần đầu tiên một Tổng thống Hàn Quốc tham dự sự kiện này. Theo kế hoạch, tại hội nghị thượng đỉnh lần này, NATO sẽ thông qua khái niệm chiến lược mới mà tổ chức này cho biết sẽ xác định những thách thức an ninh mà liên minh phải đối mặt và vạch ra các nhiệm vụ chính trị và quân sự mà NATO sẽ thực hiện. Hôm qua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hội nghị tại Madrid dự kiến sẽ thông qua một gói hỗ trợ cho Ukraine nhằm giúp nước này chuyển đổi từ vũ khí có từ thời Liên Xô sang các thiết bị quân sự tiêu chuẩn của NATO. Phát biểu với các phóng viên trước cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO tại Brussels, ông Jens Stoltenberg cho biết thêm, điều rất quan trọng là tạo điều kiện cho Ukraine chuyển đổi các trang bị quân sự cũ có từ thời Liên Xô sang các thiết bị quân sự tiêu chuẩn NATO hiện đại hơn. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chủ trì một cuộc họp của gần 50 quốc gia về việc hỗ trợ cho Ukraine. Đây là cuộc họp lần thứ ba về vấn đề này mà Mỹ chủ trì. Tháng 5 vừa qua, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ thêm 40 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó có 15 tỷ dành cho quốc phòng, đồng thời cam kết sẽ cung cấp tên lửa tầm xa, máy bay không người lái và pháo hiện đại. Ngày 14 tháng 6, Ukraine cho biết họ mới nhận được 10% số vũ khí đã đề nghị phương Tây cung cấp để chống lại Nga. Cũng hôm qua, thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa của họ vừa phá hủy một nhà kho gần thị trấn Zolochiv ở tỉnh Lviv, nơi các vũ khí mà các nước thuộc NATO cung cấp cho Ukraine, trong đó có cả pháo M777 cỡ 155 ly. Hôm qua, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, Chủ tịch nước này Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành điện đàm. Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục ủng hộ Moscow về chủ quyền và an ninh. Đài CCTV dẫn lời ông Tập, Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Nga trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi, cũng như các mối quan tâm lớn như chủ quyền và an ninh. Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 24 tháng 2. Theo CCTV, ông Tập ca ngợi đà phát triển tốt đẹp trong quan hệ song phương trước những bất ổn và thay đổi trên toàn cầu. Chủ tịch Trung Quốc cũng khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường liên lạc và phối hợp với Nga trong các tổ chức quốc tế, cũng như thúc đẩy trật tự quốc tế và quản trị toàn cầu. Vào tháng 2, Trung Quốc và Nga đã tuyên bố quan hệ đối tác chiến lược không có giới hạn. Ngày 10 tháng 6 vừa qua, hai bên khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên giữa hai nước sau 2 năm lễ khánh thành bị hoãn do COVID-19. Phe đối lập của Thái Lan hôm qua đã đệ đơn bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và 10 bộ trưởng trong nội các, cáo buộc họ có hành vi tham nhũng, quản lý kinh tế yếu kém và phá hoại nền dân chủ và cố hữu quyền lực. Phe đối lập hy vọng vào cuộc trả lời chất vấn sẽ diễn ra vào tháng tới và hy vọng nó sẽ hạ bệ chính phủ gồm 17 đảng của ông Prayut. Đây sẽ là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm cuối cùng mà ông Prayut, 68 tuổi, sẽ phải đối mặt trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 3 năm sau. Thủ tướng Prayut, một tướng về hưu, người lần đầu tiên lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính năm 2014, đã vượt qua 3 lần bỏ phiếu bất tín nhiệm trước đó kể từ cuộc bầu cử năm 2019, giúp ông giữ quyền lực. Người phát ngôn của chính phủ nói rằng Thủ tướng sẵn sàng giải trình trước Quốc hội và trả lời chất vấn các vấn đề mà phe đối lập đưa ra. Ủy ban châu Âu EC hôm qua đã khởi động hai hành động pháp lý mới chống lại Anh sau khi London đơn phương xem xét lại toàn bộ thỏa thuận thương mại hậu Brexit mà London đã ký về Bắc Ireland. Hai quy trình này có thể dẫn tới án phạt theo phán quyết của Tòa án Công lý châu Âu, mặc dù quy trình pháp lý này có thể sẽ phải mất hơn một năm. EC là cơ quan giám sát các mối quan hệ của Anh với Liên minh châu Âu EU gồm 27 thành viên và cho biết họ vẫn muốn nối lại các cuộc đàm phán với Anh để giải quyết những khó khăn trong việc vận chuyển các sản phẩm của Anh tới Bắc Ireland. Theo nghị định thư Bắc Ireland, sau khi Anh rời EU, vùng lãnh thổ này tiếp tục tuân thủ các quy định của thị trường chung châu Âu nhằm tránh phải thiết lập biên giới với Cộng hòa Ireland, một thành viên EU. Để đảm bảo hàng hóa từ các vùng còn lại ở Anh đến Bắc Ireland đáp ứng các tiêu chuẩn EU, hai bên nhất trí thực hiện kiểm soát hàng hóa.
Tuy nhiên, kể từ khi được áp dụng vào đầu năm 2021, các hoạt động kiểm soát khiến lưu thông hàng hóa từ phần còn lại của Anh đến Bắc Ireland bị đình trệ nghiêm trọng. Thưa quý vị, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã tiến hành họp khẩn trong hôm qua về chính sách tiền tệ giữa lúc lãi suất trái phiếu đang tăng lên tại nhiều quốc gia thuộc khu vực đồng tiền chung Euro. Nhiều chính phủ đang đối mặt với chi phí vay tăng mạnh trong những ngày gần đây. Khoảng cách giữa lãi suất trái phiếu Ý và Đức, một thước đo tâm lý sợ hãi trong thị trường châu Âu, đã tăng mạnh trong ngày 15 tháng 6 lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2020. Lãi suất trái phiếu chính phủ Ý kỳ hạn 10 năm đã vượt ngưỡng 4% hồi đầu tuần này. Biến động trong thị trường trái phiếu phản ánh sự lo lắng của giới đầu tư, xuất phát từ suy đoán ECB sẽ siết chặt chính sách tiền tệ hơn kỳ vọng. Hồi tuần trước, ECB đã thất bại trong việc đề ra các biện pháp khả thi nhằm hỗ trợ các nước đang ngập trong nợ nần của khu vực đồng tiền chung Euro. Điều này càng làm cộng đồng đầu tư thêm lo ngại. Dù vậy, sau thông tin về cuộc họp ngày 15 tháng 6, lãi suất trái phiếu đã giảm và đồng Euro đã mạnh hơn so với đồng đô la Mỹ. Giá giao dịch Euro tăng 0,7% lên mức 1,04 đô la Mỹ đổi 1 Euro. Úc đang trải qua đợt dịch cúm tồi tệ nhất trong nhiều năm, khi số ca mắc cúm mỗi tuần trong 2 tháng vừa qua đã vượt số ca mắc trung bình của 5 năm trở lại đây. Cho đến nay đã có gần 30 trường hợp tử vong liên quan đến cúm. Theo số liệu cập nhật của Hệ thống Giám sát Dịch bệnh Quốc gia Úc, cho đến nay nước này đã ghi nhận gần 88.000 trường hợp mắc bệnh cúm mùa, trong đó hơn 54% ca bệnh được chẩn đoán trong 2 tuần gần đây. Thông tin từ cơ quan y tế cũng xác nhận trong năm nay bệnh cúm mùa xuất hiện sớm hơn khoảng 1 tháng so với mọi năm và thanh niên đang có nguy cơ mắc bệnh cao nhất. Còn theo số liệu của Bộ Y tế Úc, từ tháng 4 đến nay, các bệnh viện của nước này đã tiếp nhận hơn 730 ca bệnh phải nhập viện điều trị. Số bệnh nhân có độ tuổi dưới 19 bị cúm nặng nhất, chiếm hơn 50% số bệnh nhân nhập viện và điều đáng chú ý là đã có 27 trường hợp tử vong do các nguyên nhân liên quan đến bệnh cúm. Tiến sĩ Sonia Bennett, quyền giám đốc y tế Úc cho biết, số ca mắc cúm tăng mạnh là do các biện pháp giãn cách xã hội và quy định đeo khẩu trang để ngăn đại dịch COVID-19 đã được dỡ bỏ. Tỷ lệ tiêm vaccine cúm cho trẻ dưới 5 tuổi trong các năm trước ở mức thấp cũng là một nguyên nhân. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh mới đây có chuyến thăm tới Việt Nam. Ghi nhận những kết quả nổi bật của chuyến thăm, bạn bè quốc tế nhận định hai nước đã làm sâu sắc hơn sự hợp tác quốc phòng, vốn đã có nền tảng vững chắc là mối quan hệ truyền thống gắn bó lâu đời. Việt Nam-Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống gắn bó lâu đời, được Thủ tướng Jawaharlal Nehru và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Mối quan hệ này đang ngày càng phát triển vững chắc, đạt nhiều hiệu quả thiết thực mà hợp tác quốc phòng là một trong những lĩnh vực đáng chú ý. Ấn Độ đã ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nâng cao nguồn nhân lực, triển khai các gói tín dụng viện trợ của chính phủ Ấn Độ dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Theo tổng hợp của báo The Straits Times, nhân chuyến công du của ngài Rajnath Singh lần này, hai bên ký bản ghi nhớ về tương hỗ hậu cần. Bộ Quốc phòng Ấn Độ trong một thông cáo báo chí đã gọi thỏa thuận này là bước tiến quan trọng nhằm đơn giản hóa các thủ tục để hỗ trợ hậu cần đôi bên cùng có lợi. Nhân chuyến thăm Việt Nam lần này, Bộ trưởng Singh cũng đã cùng Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang ký tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ đến năm 2030. Tiến sĩ Rajeshwari Phalai Jaragopalan tại Quỹ Observer Research cho rằng các thỏa thuận sẽ mang lại cho Ấn Độ một chỗ đứng vững chắc hơn ở Việt Nam và Ấn Độ sẽ tìm cách tiếp tục cải thiện mối quan hệ Ấn Độ-Việt Nam. Theo biên tập viên Nirmala Ganapathy của The Straits Times, Việt Nam lâu nay đã nỗ lực xây dựng mối quan hệ quốc phòng sâu sắc hơn với Ấn Độ. Còn Ấn Độ, với tư cách là một cường quốc châu Á, mong muốn có sự hiện diện lớn hơn ở Đông Nam Á cũng như Biển Đông và Việt Nam là người bạn đáng tin cậy. Cựu quan chức Bộ Chỉ huy phương Bắc của quân đội Ấn Độ Sai Hoda nhận định hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn có thể giúp hai nước ứng phó với bất kỳ tình huống nào đòi hỏi sự hợp tác quân sự chung. Ông Hoda nêu rõ, thỏa thuận giúp các nước có thể hỗ trợ nhau phát huy năng lực quốc phòng về đào tạo và chia sẻ hậu cần. Nếu có tình huống xảy ra thì sẽ có cách để làm thế nào đó hải quân hai nước có thể hoạt động hỗ trợ lẫn nhau.